Vừa qua, em Trương Quốc Thái lớp 6C và Trần Hoàng Long lớp 7B, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Long thuộc xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên chơi đùa tại khu vực gần hồ điều hòa, thôn Đống Thanh đã phát hiện hai bạn nữ đang chất chới chìm dưới hồ nước. Không chút ngần ngại, hai em dũng cảm lao xuống hồ cứu hai bạn lên bờ, đồng thời gọi người dân gần đó tới giúp đỡ đưa đi bệnh viện. Nhờ sự mưu trí và dũng cảm của hai em, người bị nạn may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Được biết, hai bạn nữ bị đuối nước là Đỗ Thị Xuân và Ngô Minh Tuyết đều là học sinh lớp 3A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Long. Trước hành động dũng cảm cứu bạn thoát khỏi đuối nước của hai em, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long, Ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng và biểu dương khích lệ tinh thần, gương người tốt, việc tốt của các em. Hiện nay, thời tiết trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng kéo dài diễn ra trên diện rộng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng tai nạn đuối nước, bởi người dân và nhất là trẻ em thường có xu hướng tìm đến sông, ao hồ để bơi, tắm giải nhiệt. Trước đó, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm làm 4 trẻ em tử vong. Trưa ngày 18 tháng 5, tại khu vực ao Đình Bồng Châu, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong. Theo lãnh đạo địa phương, hai em nhỏ là PBM, sinh năm 2013 và em DTG, sinh năm 2014, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường. Mặc dù ao Đình Bồng Châu đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ năm 2020, nhưng các em nhỏ vẫn rủ nhau ra tắm, dẫn đến sự việc thương tâm. Ngày 17 tháng 5, tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, vào lúc 17 giờ 30 phút, tại khu vực hồ Đền thờ Liệt sĩ thuộc tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, người dân phát hiện cháu Nguyễn Anh Tê, 9 tuổi, hiện là học sinh lớp 3, trường tiểu học Nhân Hòa, bị đuối nước. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, cháu Bùi Duy Mờ, sinh năm 2017, hiện đang là học sinh lớp 1, trường tiểu học Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, khi đang chơi ở khu vực ao sau nhà, không may ngã xuống ao, bị đuối nước tử vong. Sau sự việc trên, thiết nghĩ các em nhỏ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ an toàn, tránh xảy ra những sự việc thương tâm. Bên cạnh nỗ lực của nhà trường và các cơ quan chức năng, thì vai trò trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc quản lý giám sát con trẻ, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ từ sớm từ xa và nâng cao kỹ năng mềm cho con em mình là rất quan trọng.